안녕하세요. 자, các bạn. Hôm nay chúng ta lại gặp nhau ở bài số 4 của phần tiếng Hàn sơ cấp với tiêu đề 동생한테 시계를 사고 싶었어요. Các bạn đã biết bài trước chúng ta vừa học những tiểu từ là gì ạ? 에게, 한테 và 께 ở đoạn kính ngữ đứng đằng sau danh từ chỉ người để với ý nghĩa là gì ạ? Cho ai thì đó, dành cho ai, tới ai đó, đúng không ạ? Chúng ta có 사다, 사고 싶었어요. 사고 싶다. Đấy là phần ngữ pháp chính của chúng ta ngày hôm nay. Muốn làm gì đó. Trước tiên chúng ta xem phần text của bài. 오늘은 동생의 생일이에요. 백화점에 가서 동생 생일 선물을 샀어요. 저는 시계를 사고 싶었어요. 그러나 안 예뻐서 사지 않았어요. 그래서 우산을 샀어요. 저녁에 생일 파티를 했어요. Đây là một bài ngắn, chỉ có mấy câu thôi ạ. 6 câu nói về sinh nhật của em tôi, đúng không ạ? Chúng ta thường, các bạn nhớ là trong tiếng Hàn thì khi nói chúng ta thường bỏ một phần chủ ngữ tôi, đúng không ạ? Chúng ta xem lần lượt từng câu. 오늘은 동생의 생일이에요. Chúng ta có gì ạ? Tiểu từ 의. Viết là 의 nhưng mà ở ý nghĩa là gì ạ? Của cái gì đó, chỉ sự sở hữu của danh từ thì đọc là e. 백화점. Các bạn còn nhớ không ạ? 백화점. 백화점 khái niệm của nó là gì ạ? Bách hóa tổng hợp. Tuy nhiên, khác với bách hóa tổng hợp ở Việt Nam thì 백화점 ở Hàn Quốc là những cửa hàng xa xỉ bán đồ hiệu, đồ đắt. 백화점에 가서. Chúng ta đã học rồi, a o so ở đây không phải là ý nghĩa chỉ nguyên nhân như bài trước mà là ý nghĩa chỉ gì ạ? Kết nối, đúng không ạ? Tôi đến bách hóa và gì đó, nối tiếp hai hành động. Và tôi mua quà cho em tôi. Đó là kết nối hai hành động A, O, So. 선물, quà, 생일, 선물, quà sinh nhật. 저는 시계, 시계 là gì đấy ạ? Cái đồng hồ. 사고 싶었어요. Và đây chính là phần ngữ pháp của chúng ta. 사고 싶었어요. Đây, 없어요 này là dạng quá khứ. Thế còn nếu bỏ đây là gì lại là gì ạ? 사고 싶다, muốn, mua. 그러나, chúng ta lại biết thêm một liên từ mới nối hai câu. 그러나, tuy nhiên. Bên trên thì như thế này, nhưng bên dưới thì thế này. Hai ý nghĩa mang phần tương phản đối lập với nhau. Ở bài trước chúng ta cũng đã học 안 예뻐서, 예쁘다, đúng không ạ? Tính từ 예쁘다. Các bạn còn nhớ không? 예쁘다. Ngoại sang aoyo là gì ạ? 예뻐요. Động từ bất quy tắc. Và chúng ta có ở đây là gì ạ? 예뻐서. Vì. Và với an đứng trước với nghĩa là gì đấy ạ? Phủ định, đúng không ạ? Vì không đẹp. Cái gì không đẹp ạ? Chike không đẹp, đồng hồ không đẹp. Nên 아서 사지 않았어요. Chúng ta lại có một ngữ pháp mới. 사지 않았어요. Đã không mua. Chính là gì đấy ạ? 사지. Bỏ đoạn này đi sẽ là thành 안, 다, đúng không ạ? 그래서 cho nên 우산을 샀어요. 우산 là gì đấy ạ? Cái ô. Bắt đầu vào đợt này ở Hàn Quốc thì bắt đầu vào mùa hè và bắt đầu có trận mưa. 저녁에 생일 파티를 했어요. Chúng ta có từ 파티, 생일 파티. Ở đây 파티 chính là gì đấy ạ? Từ vay mượn từ tiếng Anh, tiệc. Các bạn cố gắng nhớ, chú ý nhớ đến tính từ này là một tính từ bất quy tắc. 예쁘다, 예뻐요 và 예뻐서. Đó là giải thích sơ lược về phần text của chúng ta. Chúng ta cùng xem phần từ vựng. Tôi vừa giải thích rồi đúng không ạ? Bách hóa chòm. Khái niệm bách hóa chòm, bách hóa ở Hàn và ở Việt Nam khác nhau. Bách hóa chòm ở Hàn nhắc lại đó là những cửa hàng xa xỉ, bán đồ đắt, đồ hiệu. 시계, đồng hồ. 그러나, liên từ nối đứng đầu câu. Có nghĩa là gì ạ? Tuy nhiên, nhưng mà. Các bạn đã học rất nhiều liên từ đứng đầu rồi đúng không ạ? Có thể kể ra là gì? 그리고, 그래서, 하지만, đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta có 그러나. Chúng ta có động từ 사다, mua. Mua. 사지 않다, trong bài xuất hiện rồi đúng không ạ? 사지 않았어요, đã không mua.
chúng ta cùng xem phần ngữ pháp của bài ngày hôm nay. Thứ nhất, động từ cộng với cô ship tả. Động từ cộng với cô ship tả, như tôi đã nói qua ở phần trước, có nghĩa là gì đấy ạ? Muốn. Muốn làm gì đó. Cho nên là động từ này sẽ là động từ chỉ hành động hoặc là sự biến đổi với gì đó. Động từ cô ship tả. Và ở đây thì sao ạ? Ship tả này các bạn sẽ coi như một động từ thường, và các bạn sẽ biến đổi nó tùy theo các dạng các bạn đã học, như là gì? Ship poyo, ship simnita, hay là quá khứ hoặc tương lai, đúng không ạ? Chúng ta xem ví dụ. Ví dụ đầu tiên, nội dung giống trong bài test của chúng ta. 저는 tôi 동생한테 시계를 사고 싶었어요. Tôi làm sao đấy ạ? Đã muốn mua điện đồng hồ cho em tôi, đúng không ạ? Và tiếp theo, 나는 밖에 나가서 친구랑 놀고 싶어요. 친구랑 놀고 싶어요. Ở đây chúng ta có gì ạ? 저는 là tôi, và 나는 là cũng là tôi. Tiểu từ 은는 chúng ta đã học từ những bài đầu, đứng sau danh từ hoặc là đại từ chỉ rằng danh từ hoặc đại từ nhân xưng đó là chủ ngữ của câu. Ở câu bên dưới các bạn còn nhớ từ 밖, 밖 hay là 안, chúng ta đã học ở bài nói về vị trí, đúng không ạ? An là bên trong, còn park là bên ngoài, đúng không ạ? An đối ngược với nó là park. Park ấy, 나가서, chúng ta có động từ 나가다, đi ra. Ở đây lại có một lần nữa xuất hiện ngữ pháp gì đấy ạ? Động từ cộng với a, o, so, không phải là chỉ nguyên nhân mà là chỉ gì? Sự liên kết giữa hai hành động. Và tôi làm sao? Muốn đi ra ngoài. Và 친구랑, 이랑 các bạn còn nhớ không? Tiểu từ 이랑 có nghĩa là gì đấy ạ? Và cùng ai đó. Danh từ có phụ âm dưới chúng ta cộng với 이랑, danh từ không có phụ âm dưới như ở đây chúng ta cộng với 랑. Và chúng ta có động từ 놀다, chơi. Chơi 놀고 싶어요, muốn chơi. Từ động từ 놀다 này chúng ta lại có một động từ mà các bạn đã biết đến, đó là động từ 놀러가다. 놀러가다. Ở bài trước đúng không ạ? 놀이공원에 놀러가요. 놀러가다. 놀다 và 가다 kết hợp hai động từ đó tạo thành động từ đi chơi. 나가다, 놀다, 놀러가다. Ở phần này có một điều mà tôi cần nhấn mạnh với các bạn, đó là động từ cộng với cô ship tả khi nào? Muốn, nhưng ở đây chỉ chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất. Chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất, chỉ ý chí của người nói. Tôi muốn làm cái này, tôi muốn làm cái nọ. Cho nên ở đây, bình thường trong tiếng Hàn khi nói chúng ta không cần phải có chủ ngữ. Tuy nhiên ở hôm nay, với hai ví dụ này thì tôi đã cho thêm phần chủ ngữ vào. Câu trên là gì? 저는, câu dưới là 나는. Vì sao lại như vậy? Bởi vì cũng với ý nghĩa muốn này thì những ngôi còn lại sẽ nói khác. Những ngôi còn lại sẽ nói khác. Ngoài ngôi chủ ngữ ngôi thứ nhất, chúng ta cũng có thể là ngôi thứ hai khi chúng ta hỏi người đối diện. Bạn có muốn ăn, bạn có muốn mua đồng hồ không? Lúc đó cũng là gì? 시계를 사고 싶어요. Câu hỏi với người đối diện của chúng ta. Nhưng khi chúng ta nói về người thứ ba thì chúng ta sẽ không dùng với cô ship tả, mà chúng ta sẽ dùng một cấu trúc khác. Cấu trúc đó là gì thì một lát nữa sau phần luyện tập chúng ta sẽ cùng nhau xem. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào phần luyện tập. Bước vào phần luyện tập của phần này. Chúng ta có 3 câu đúng không ạ? 휴대폰은 사다. 휴대폰은 사다. Mua, điện thoại di động, điện thoại cầm tay. 칼국수를 먹다, ăn phở. 캐리비안 해적, Caribbean 해적. Các bạn có biết không ạ? 해적 ở đây là hải tặc, âm Hán. Caribbean 해적 chính là gì? Cướp biển vùng Caribe. Và hiện nay như các bạn đã biết thì cướp biển vùng Caribe đã ra đến phần 4 và có bản 4D. Muốn xem cướp biển Caribe phần 4, 4D đúng không ạ? 휴대폰을 사고 싶어요. 저는 휴대폰을 사고 싶어요. 칼국수를 먹고 싶어요. Đúng không ạ? Tôi vẫn là chủ ngữ, vẫn là tôi khi nói con là câu trần thuật. Thế còn khi các bạn có thể hỏi là gì ạ? Hai người nói chuyện với nhau, tôi hỏi bạn tôi là gì? 칼국수를 먹고 싶어요. Thì được.
với a và cấu trúc cô chấp tả lúc đấy là vẫn được. Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. 캐리비안 해적 포디를 보고 싶어요. 나는 캐리비안의 해적 포디를 보고 싶어요. Tôi muốn xem cướp biển vùng Caribe phần 4, 4D. Đúng không ạ? Chúng ta cùng xem đáp án. 휴대폰을 사고 싶어요. 칼국수를 먹고 싶어요. 캐리비안의 해적 포디를 보고 싶어요. Ở đây tôi để tất cả là đuôi là 싶어요, dạng a o u, câu trần thuật thời hiện tại. Tuy nhiên, tùy hoàn cảnh các bạn có thể chuyển thành câu nghi vấn hay là quá khứ hay là tương lai, tùy. Và nhớ ở đây tuy không có chủ ngữ nhưng chúng ta nhớ là gì ạ? Với cô 싶다 như thế này thì chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai mà thôi. Chúng ta xem phần tiếp theo, động từ cộng với cô 싶어하다. Ở đây cũng vẫn với ý nghĩa là muốn như phần trên, như là động từ cộng với cô 싶다. Tuy nhiên, ở cô 싶다 là gì ạ? Chủ ngữ là ngôi thứ nhất là tôi, hoặc là khi chúng ta hỏi ngôi thứ hai, nói về ngôi thứ hai. Ở đây, chủ ngữ của câu này sẽ là ngôi thứ ba khi hai người chúng ta nói về một đối tượng thứ ba nào đó, một ai đó. Động từ cộng với cô 싶어하다. Để hiểu rõ hơn phần này, chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây. 제 친구는 한국어를 공부하고 싶어 해요. 제 친구는 한국어를 공부하고 싶어 해요. 제 친구 là gì đấy ạ? Vẫn là tiểu từ는 đứng sau lưng đúng không ạ? Bạn tôi, bạn của tôi. Tôi đang nói chuyện với một người khác và hai chúng tôi nói về một người bạn khác nữa. Bạn của tôi thì sao ạ? Bạn ý đúng không? Bạn ấy muốn học tiếng Hàn. Lúc đó chúng ta không nói rằng 제 친구는 한국어를 공부하고 싶어요, mà chúng ta sẽ nói là 한국어를 공부하고 싶어 해요, 싶어 하다 해요. Hay câu thứ hai, 친구들은 저의 학교에 오고 싶어 해요. Các bạn tôi thì nói dạ thì sao ạ? Muốn đến trường của tôi đúng không ạ? 들, các bạn nhớ ở đây 친구들, chúng ta có từ 들 đứng đằng sau danh từ để chỉ gì đấy ạ? Số nhiều. 저의 학교에 오고 싶어 해요. Muốn đến trường của tôi đang học ở bên này đúng không ạ? Các bạn của tôi, bây giờ các bạn ấy muốn sang trường của tôi. Chúng ta dùng 오다, 오고 싶어 해요. Ở đây chủ ngữ hoàn toàn là gì ạ? Ngôi thứ một, đối tượng khác ngoài ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai. Phần luyện tập đơn giản thôi. 하나씩. Chúng ta xem chủ ngữ của các câu trước. Chủ ngữ câu đầu tiên là gì? 하나씨, bạn 하나. Câu thứ hai, 제 한국 친구, bạn người Hàn Quốc của tôi. Và câu thứ ba, 우리 어머니. Các bạn còn nhớ không ạ? Với 제 cộng với danh từ. Cái này của tôi đúng không ạ? Cái này của tôi. Tuy nhiên, 우리 với một số danh từ như là 가족, gia đình, hay là bố mẹ đúng không ạ? 부모님. Hay đây là gì đây ạ? 어머니, 아버지, hay 학교. Được chưa? Một số danh từ như thế này thì thay vì dùng với 제, chúng ta dùng nhiều với 우리 hơn. Với cả đối tượng là gì nữa ạ? Vợ, chồng, chúng ta cũng dùng là 우리. Chúng ta ví dụ, tôi đã kết hôn, có gia đình, tôi có chồng. Thế nhưng tôi không bao giờ gọi là 제 남편 cả. Tôi sẽ nói là 우리 남편. Mặc dù là sao ạ? Chồng của chúng tôi, thế nhưng chồng của mình tôi thôi, nhưng vẫn nói là 우리 남편 trong tiếng Hàn. Các bạn chú ý cái đó. Câu đầu tiên ạ, 하나씨 thì sao? 놀이 공원에 가다. 놀이 공원에 가다. Đi chơi, công viên trò chơi. 베트남에 여행 가다. Chúng ta có 여행 가다. Đi du lịch. 여행 가다. Du lịch. 한국 음식을 만들다. Chúng ta có từ 만들다. Làm. Làm ở đây là gì ạ? Nấu món ăn đúng không ạ? 한국 음식. 음식 món ăn. Dạ. Câu đầu tiên sẽ nói như thế nào ạ? 하나 씨는 놀이공원에 가고 싶어 해요. Đúng không ạ? 싶어 해요. Câu thứ hai, 제 한국 친구는 베트남에 여행 가고 싶어 해요. Đúng không ạ? Vì chủ ngữ là
Câu thứ ba, 제 한국 친구, 저는 không phải là 여행을 가고 싶어요, mà là 여행을 가고 싶어 해요. 우리 어머니는 한국 음식을 만들고 싶어 해요. Mẹ tôi thì sao? Muốn nấu thử món ăn Hàn Quốc. Đúng không ạ? Chúng ta cùng xem đáp án của những câu này. 자, 하나 씨는 중국 đúng không ạ? 놀이공원에 가고 싶어 해요. Bạn Hana thì muốn đến công viên trò chơi chơi. Nếu chủ ngữ câu này là tôi thì sao? 저는 놀이공원에 가고. Lúc này sẽ không phải là 싶어 해요 nữa, mà là 싶어요, vì chủ ngữ đã chuyển về tôi, 저는. Câu thứ hai, 제 한국 친구는, đúng không ạ? Chủ ngữ 는, 베트남에 여행 가고 싶어 해요. Các bạn, Hàn Quốc của tôi thì muốn đi du lịch Việt Nam. Đổi ngược lại, tôi nói rằng tôi muốn đi du lịch Nhật Bản chẳng hạn. 저는 일본, đúng không? Nhật Bản. 일본에 여행 가고 싶어요. Tôi, bản thân tôi. Câu thứ ba là sao ạ? 우리 어머니는 chủ ngữ 한국 음식을 만들고 싶어 해요. Được chưa? Phần động từ mà có ý nghĩa là muốn này thì khá là đơn giản vì không phải chia nhiều, các bạn chỉ bởi vì ship tả và ship po ha tả các bạn chia như những cái chúng ta đã học rồi. Ship tả thì chuyển thành gì? Ship sim ni ta, ship po yo, ship po ha tả thì thành gì ạ? Ship po ham ni ta hả nhỉ men, hoặc là ship po heo, đúng không ạ? Đó là về muốn, phần ngữ pháp đầu tiên. Phần ngữ pháp thứ hai của chúng ta ngày hôm nay cũng xuất hiện ở trong bài text, đó là động từ cộng với chi ản thà. Ở bài trước các bạn đã học gì ạ? Động an cộng với động từ, đúng không ạ? Không làm cái gì đó, không làm cái gì đó. Thì bài này chúng ta lại có động từ cộng với chi ản thà với ý nghĩa tương tự không làm cái gì đó. Chi ản thà cũng như ship tả, cô ship tả. Ở đây chúng ta sẽ coi cả cụm ản thà này là một động từ bình thường và chúng ta chia như bình thường chúng ta đã học thôi. Ví dụ, động từ có phụ âm dưới. Thời hiện tại câu trần thuật chúng ta sẽ có là gì? An sim ni ta. A o yo đây là gì ạ? Nguyên âm a chúng ta có an na yo. Quá khứ là an na sơ yo, an na sim ni ta. Hay tương lai sẽ là gì ạ? An nữ cô ấy yo, đúng không ạ? Chia bình thường. Chúng ta xem ví dụ. Chà, 제 친구는 lại là bạn tôi đúng không ạ? 한국어를 공부하지 않았어요. Bạn tôi thì sao? Chưa học tiếng Hàn. Nó chưa học tiếng Hàn trong quá khứ. 공부하지 않았어요. Đã chưa học tiếng Hàn. Ở cái lúc mà nói về câu chuyện này thì bạn ấy chưa học tiếng Hàn. Còn bây giờ bạn ấy đã học chưa? Có thể đã học rồi, đúng không ạ? 이번 주말에 cuối tuần này 학교에 가지 않을 거예요. Cuối tuần này thì sao ạ? Tôi không đi đến trường. Tôi sẽ không đi đến trường. 가지 않을 거예요. Quá khứ, tương lai, đúng không ạ? Đó là 지 않다, không. Chúng ta xem phần luyện tập, phần này đơn giản thôi, chúng ta sẽ hiểu thật nhanh. 하나 씨, chủ ngữ là 하나 씨, 일본어를 배우다. Bạn 하나 học gì đấy ạ? 일본어, tiếng Nhật, đúng không ạ? 하나 씨는 일본어를 배우지 않습니다. 하나 씨는 일본어를 배우지 않나요? Câu thứ hai, 제 한국 친구, chủ ngữ đúng không ạ? 베트남에 여행 가고 싶다. Chúng ta có 고 싶다. Như vậy thì với 지 않다 ý nghĩa sẽ là gì ạ? Không muốn làm điều gì đó, đúng không? 제 한국 친구는 베트남에 여행 가고 싶 gì ạ? Ở đây sẽ là không phải 싶다 mà sẽ là gì ạ? 싶어 하다, cũng phải đổi thành như vậy. 싶어 하지 않습니다. Được chưa? Và câu thứ ba, 어제 숙제를 하다. Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập. 어제 숙제를 하지 quá khứ đúng không ạ? 않았어요. 않았습니다. Câu thứ nhất ạ. 하나 씨는 일본어를 배우지 않나요? Bạn 하나 không học tiếng Nhật. 제 한국 친구는 베트남에 여행 가고 ở đây là 싶지 않습니다, không muốn, nhưng mà các bạn có thể sửa lại thành là gì ạ? 싶어 하지 않습니다 thì chính xác hơn. 어제 숙제를 하지 않았어요. Ngày hôm qua tôi đã không làm bài tập.
đó là phần chi ản thà. Rất đơn giản thôi, động từ ở dạng nguyên thể các bạn chỉ cần bỏ tà và cộng với chi ản thà. Tùy theo tình huống, tùy theo thời thể các bạn chia ản thà theo những đuôi kết thúc câu mà chúng ta đã học là được. Tổng kết bài ngày hôm nay chúng ta đã học những gì? Thứ nhất, động từ cộng với cô ship tà và động từ cộng với cô ship po ha tà với ý nghĩa muốn làm gì đó. Phân biệt như thế nào giữa hai cấu trúc này? Cấu trúc trên, chủ ngữ sẽ là ngôi thứ nhất hoặc ngôi thứ hai trong đối thoại trực tiếp. Còn với cấu trúc bên dưới, chủ ngữ sẽ là một đối tượng thứ ba mà chúng ta đang nhắc đến. Phần thứ hai đó là động từ cộng với chi ản thà, không làm gì đó, phủ định đúng không ạ? Bằng với an cộng với động từ mà chúng ta đã học ở bài trước. Đó là phần ngày hôm nay. Và phần từ vựng của chúng ta không có nhiều, các bạn tự xem lại bài học chúng ta kết thúc tại ngày hôm mà bài học chúng ta kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong bài sau. 감사합니다.